Kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang ở trong một căn phòng, sau lưng tôi ghê quá, ở trong một căn phòng mà sau lưng có hai bà phụ nữ, một hot girl và một hot bà lão. À, tưởng ở trong phòng có hai người nhưng mà thật sự đông lắm, chứ hai một mình tôi với hai bà này chắc kìa. Đối diện với tôi đó là một nữ nghệ sĩ, một nữ nghệ sĩ già nhất trong làng kịch nghệ. Nó già nhất mà thật sự tuổi đời nhỏ hơn tôi, nhưng mà chiên trị những vai bà lão. Ai không giới thiệu ai? Gì vậy trời, mới giới thiệu bà nó bà bỏ đi ra rồi. Thấy ai xa lạ với mình. Ở ngoài đời rất là trẻ trung, rất là dễ thương, nhưng mà bị không biết sao mà cứ bị mời đóng vai bà lão không à, thì khổ ghê á. Cái người mà Tiết Cương muốn nó đến đó chính là ten 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 ten, phải qua đây mới được. Tôi bị ngược tay rồi. Đây là hệ thống make up của đoàn phim đó. Người mà tôi muốn nói tới đó chính là nữ nghệ sĩ Hoài An. Hoài An ơi, anh quay cho kênh YouTube của anh đó hả? Anh không giấu gì em á, vừa rồi á anh đã được Trương Quỳnh Anh và Hiếu Nguyễn chúc anh đạt được nút nhôm YouTube. Wow. Nhưng mà bữa đó là em không có tới. Nút nhôm là nhiêu subscribe anh? Nút nhôm là 1000 subscribe, trời ơi đâu phải ai cũng có được. Nhưng mà cái chuyện đó đã là dĩ vãng rồi. Bây giờ anh của em đã lên một đẳng cấp mới. Nút gì vậy? Này, anh hiểu với em, anh đã lên nút này rồi. Em chúc mừng anh đi. Wow, chúc mừng nghệ sĩ Tiết Cương đã đạt được nút CU là nút đồng. Đúng rồi, nút đồng. Wow, ăn mừng lớn đi. Mà em biết nút đồng là bao nhiêu subscribe không? 1.500. Quá đáng. Nút đồng là 10.000. À, trời ơi, 10.000. Chút xíu may ghê phải đọc nút đồng á. Em có đi học, có học hóa học đàng hoàng á. Rồi em có chúc mừng gì cho anh với em kêu gọi người ta xúc gai cho anh để chuẩn bị anh lên nút bạc đi chứ. Em chưa lên, sao anh lên? Tất cả cái đó mọi người sống phải có một ước mơ. Dạ. Mọi người ơi, tội nghiệp anh Tiết Cương lắm. Tiết Cương với An là bao nhiêu lâu anh em mình đó. Biết nhau cách đây ít nhiêu đâu, mới có hai mươi mấy năm thôi chứ gì đâu. Hồi thanh xuân luôn á nha mọi người. Mà bẵng điền thời gian chứ mình không có làm việc gì chung với nhau nhiều á. Gặp lại hai anh nút đồng mà mình không hay luôn. Bẵng đi thời gian hai anh em gặp nhau tao nói mặt già như thế. Để mà thấy thêm nhiều nếp nhăn quá. Ừ, già quá già rồi. Quá già luôn. Hôm nay anh đóng vai gì em này vậy? Anh đóng vai bảo vệ. Ủa, còn em quá. Em mà chủ. Chủ rồi. Mà hai anh em mình đâu gặp nhau. Không gặp nhau, gặp chung phim vậy là vui rồi. Dịch tranh thủ nha, ở ngoài máy xách xong rồi đó, thấy không? Hồi mới ngồi nói chuyện tám chưa được một phút mà bắt đầu hối sợ luôn á, mới lên được nút bạc cho ừ, thiệt á. anh Cương, anh phải nè. Đầu tư đi, thứ nhất là anh quay app anh đừng quay thường vậy. Ủa vậy hả? Ừ. Không biết. Hai là anh phải sắm cái mic nè, thứ ba anh phải sắm cái cây giống như em vậy. Trời ơi, em đừng có nói anh cười, cầm nó bị cung nãy giờ. Em cầm phụ cho anh chút nè. Ây da, mỏi tay quá. Thiệt luôn á, cái tay ông cứng luôn mọi người. Này, em đã vô cái tâm trạng này rồi hả? Ừ, gồng cứng tay vậy luôn nè. Có nghĩa là khán giả bình luận là anh Cương ơi, thứ nhất là anh sắm cái mic đó. Thứ hai là anh Cương ơi, sao anh quay gung quá vậy? Thứ ba là sao anh quay thật quá vậy? Đó. Anh không sẽ ăn hết trơn vậy. Rồi giờ kêu gọi subscribe giùm tôi đi. Mọi người ơi, subscribe kênh YouTube của nghệ sĩ Tiết Cương đúng không? Nghệ sĩ Tiết Cương Official. Không có chữ Official. Cái kênh của ảnh là nghệ sĩ Tiết Cương. Được rồi, đâu có xài tiếng Anh. Lát về em bấm luôn, em được một đăng ký rồi đó nha. Ủa, em mà được một đăng ký thì anh mừng lắm luôn á. Bây giờ anh gặp ai cũng mượn điện thoại anh bấm hết trơn. Hồi đó mà em mới vô cũng vậy luôn hả bà? Đúng rồi. Khổ quá bà. Anh đang đi ngang con đường của em. Chúc anh thành công. Rồi. Rồi cũng mỏi luôn. Mỏi quá, mỏi rồi. Bây giờ đi kiếm người khác để còn giúp đỡ chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng nha. Trời ơi, khổ quá. Ủa Hiếu Nguyễn đâu rồi? Hiếu Nguyễn đi ăn cơm mà. Trời ơi, sao không đợi đi Hiếu Nguyễn đi chung với anh. Quỳnh Anh ơi, hôm nay anh báo em nữa, anh không còn nút nhôm. Anh đã lên rồi, em chúc mừng anh đi. Được, anh lên rồi hả? Anh lên rồi, anh Tiết Cương của em đã lên rồi. Anh lên em luôn rồi. Anh đã lên nút này đây, tên 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 tèn. Em đọc đi, chúc mừng anh đi, chúc mừng anh đi Quỳnh Anh ơi. Cái nút này kỳ quá, em không dám đọc nút này là... Nút gì mà kỳ? Nút đồng. Nút đồng mà cho làm gì kỳ, nút về mà nó kỳ quá. Nhưng mà nó là
tại vì nó hơi nhạy cảm hơn là em nhìn thấy rõ cái dấu chấm ở giữa chứ không em té xỉu rồi. Anh Tiến Cương hãy tặng bất ngờ ghê lắm hả? Hôm bữa em nghe nút nhôm là em muốn xỉu rồi hả? Lên nhanh quá. Bữa nay lên nút này biết bao nhiêu subscribe không? Bao nhiêu vậy? Em đoán thử đi. Hôm bữa là nhiêu ta? Nút nhôm là 1000 subscribe. 1000 hả? Giờ chắc 1000 quá à. Thiệt, anh muốn chết với em. Chị Quỳnh Anh cho em một cái vỏ sách chị Quỳnh Anh đi rồi. Hồi nãy Hoài An nó nói nút đồng á là 1500, giờ em nói 1100, em hạ anh quá. Trân trọng báo tin với Quỳnh Anh, nút đồng là 10000 subscribe. Nhanh vậy. Hết hồn chưa? Mới cách có 2 ngày thôi hả? Trời ơi, anh Tích Cương là một làm những điều phi thường. Trời ơi, giỡn em. Ghê lắm. Anh giỏi quá à. 4 ngày sau em gặp lại anh, nó sẽ trở thành nút bạc. Anh sẽ khác nữa rồi. Khác. Anh Tiến Cương mỗi ngày mỗi khác, khủng khiếp quá. Rồi, cảm ơn Quỳnh Anh nha. Anh lên được lúc này là nhờ vừa rồi em đã kêu gọi á Quỳnh Anh. Cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ kiếm thêm người nữa rồi. Bây giờ Tiến Cương sẽ đi kiếm thêm một bạn nữa đây. Dạ, bây giờ thì Tiến Cương đã đi xuống dưới tầng trệt để kiếm thêm người ủng hộ cho kênh của tôi. Chứ bây giờ tình hình bây giờ là rất tình hình. À, tôi gặp hai người này. Trời, hai bạn trẻ đang ngồi ăn cơm. Anh Tiết Cương, bỏ chạy, bỏ chạy. Chạy gì mà chạy? Anh nghệ sĩ Tiết Cương. Thôi anh ơi, em hâm mộ anh lắm luôn á. Trời ơi, mừng quá. Giới thiệu quý vị, đây hai người em của tôi, Hiếu Nguyễn và Sâm Ngư. Mọi người ơi, bỏ chạy đi, đừng có chạy gì. Đừng có giỡn nha. Báo cáo với Hiếu Nguyễn là hôm bữa đó, nhờ lời kêu gọi của em với Quỳnh Anh đã được nút nhôm đúng không? Nhôm là nút gì? Nút nhôm. Nút nhôm thì bữa là được nút nhôm và nhờ em với Quỳnh Anh á kêu gọi subscribe, bữa nay anh đã không còn nút nhôm nữa mà anh đã lên nút này đây. Nên bèn. Hay là anh tự vẽ vậy? Trời ơi, thiệt luôn á. Thôi em tin anh. Đây, Tiến Cương đã được nút này đó. Chúc mừng anh đi. Anh vẽ đúng không? Thôi. Hả? Vẽ gì? Anh vẽ đúng không? Anh được. Mọi người ơi, tôi bóc phốt anh Cương nè. Anh lấy cái tờ lịch của chỗ quay phim, xong rồi anh lấy mấy cái zip của Phục Trang hay mắc cúp gì đó không biết, thì ông vẽ lên. Mà mọi người ơi, cố gắng subscribe cho anh đi, anh được như mong đợi đi, chứ anh vẽ giờ tội nghiệp ảnh quá, đúng không mọi người? Thấy chưa? Nhưng mà em phải hỏi nút này nút gì chứ? See you. Nút gì? Anh võ hóa học không? Em quên, nút đồng. Đúng rồi. Sâm Ngư quá thông minh, đã phát hiện ra Tiết Cương đọc nút đồng. Và em có chúc mừng anh gì không? Chúc mừng đi chứ. Happy birthday. Chúc mừng anh đã vẽ được nút đồng ở trên tờ lịch của đoàn phim. Nhưng mà em sẽ chúc anh có được nút đồng thật sự trên YouTube. Cho nên là mọi người cố gắng subscribe cho anh Cương nha. Ủa nhưng mà em có biết nút đồng bao nhiêu subscribe không? Không, em không biết. Tại em phải là YouTuber. Đúng rồi, em phải YouTuber nha, anh em mới biết được. Nút đồng á, nút nhôm á là 1000 subscribe. Nút đồng á là 10000 subscribe. Nhưng mà hai cái nút này là anh tự anh chế ra, chứ YouTube đâu công nhận hai nút kỳ cục vậy. Mọi rồi. Người ăn cơm chua vui vẻ. Bây giờ chuyển mọi qua. Mọi người xem cơm chua đoạn phim không? Qua tới báo qua tới Hiếu Nguyễn nè. Hiếu Nguyễn ơi, bây giờ anh đã đạt được nút đồng rồi, bây giờ em có lời chúc mừng gì anh không? Để anh lên. Hôm bữa em chúc từ nút nhôm lên nút đồng, bây giờ sẽ chuẩn bị lên được nút bạc. Mọi người ơi, đó. Bỏ chạy đi. Gì cây, bật nha, cứ nghĩ gặp tôi là bỏ chạy đi là sao trời. Anh Tiết Cương đó, mọi người hãy subscribe, subscriber đúng không? Đúng. Cái YouTube của anh Tiết Cương đây. Để anh lên nút bạc. Để anh lên được nút đạt. Em nói giọng giống mấy người cụ ở Nam Định. Cố gắng nói tiếng nè. Đúng không? Tại vì từ ngày anh gặp anh Cương á, anh gói đội hình luôn. Anh chỉ có nghĩ anh nói tiếng Nam thôi, không có nói tiếng Bắc nữa. Cố gắng nói tiếng Nam á. Mê nói tiếng Nam. Em bị gói đội hình hả? Kỳ quá. Đúng rồi. Đang hai đứa đang ăn với nhau, anh Cương anh Lao rồi. Phá quá. Thôi giờ ăn cơm không mời anh còn nói nữa. Anh nhưng mà anh biết đây là bữa cơm của anh ở trên YouTube rồi. Đối với anh cơm bây giờ đâu còn quan trọng đâu, mà khán giả quan trọng hơn cả bữa cơm của anh luôn. Đúng rồi, mình rất là yêu quý và thương yêu khán giả. Đúng. Nhưng mà em thấy anh được nút này em vui đúng không? Em vui đấy. Lần sau anh sẽ vẽ nút bạc cho em coi nha. Thề luôn, nhưng mà em lại không nghĩ tới nút đồng đâu. Sao vậy? Em đọc cái này nó tiếng Việt kiểu gì. Đâm là chán em quá à. Em muốn đi học hành gì, cái này là quá học. CU là có nghĩa là nút đồng, hiểu chưa? À, mai mốt em mà thấy anh có chữ BU. Cái gì ta? BU là nút bạc hả? Đúng rồi. Ê, nút bạc bạc. Silver. Không, đó là tiếng Anh, còn nút bạc mà quá học là chữ gì ký hiệu? Không biết. Quên luôn rồi. Còn vàng là gì? Gold.
tiếng hóa học luôn, em không biết luôn. Vàng hóa học là AG. AG hả? Đúng không? Dạ. Không biết nhờ. Chán Song Ngư quá, nó không biết gì hết trơn. À, Song Ngư nó chỉ biết tiếng Anh thôi, nó không biết hóa học. Rồi, cảm ơn hai bạn đã chúc mừng, chúc hai bạn một bữa trưa ngon miệng. Còn tôi cũng đi ăn đây, đói bụng quá. Xin chào tạm biệt quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện rất vui của anh em chúng tôi. Xin chào.